Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo của Linh Anh. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ vơ đét thùng lúa mì cực kỳ đẹp và cũng rất nhiều bác cũng quan tâm. Đồng hồ có kích thước là ngang 50, cao 54 và sâu 15cm. Có mã sản phẩm là 214 các bác. Đây các bác cùng nhìn toàn diện của em thấy này. Mặt kính cong mo với những vân nu đối xứng nhau cực kỳ đẹp. Bên dưới là kính tráng hủy nguyên zin nha các bác. Tổng thể đẹp hài hòa và chưa có một lỗi lầm hay vết tích của thời gian nào cả. Mời các bác cùng em đi vào bên trong thùng để xem chi tiết máy và thẩm âm nhé. Đây thùng nguyên zin nguyên bản đây. Bên trên là kính cong mò, nẹp kính vẫn còn đầy đủ, rất đẹp. Vẫn còn nguyên hướng dẫn sử dụng nha các bác. Bên trong thùng có biểu tượng của Verdet với bài Westminster. Mặt thùng còn quá mới, sáng, đẹp, như chưa hề có vết tích của thời gian luôn ạ. Mời các bác cùng thẩm âm với em. Cho chất âm cực kỳ rền, vang, ngân nga rất hay phải không ạ? Sản phẩm có mã là 214. Em xin giao lưu với các bác là 13 triệu. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với em qua số điện thoại 084 326 1111 ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Các bác đừng quên ấn đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất về các video tiếp theo nha.